Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình là Kiro đây. Và chào mừng các bạn quay trở lại với Mini World. Hôm bữa thì mình có kết bạn với khá bạn mà mình có rủ vào chơi con map này. Con map này là con map tên là tranh giành bồn cầu mọi người ạ. Chung khá là buồn cười, nó hơi bẩn một tí. Nhưng mà mình sẽ thử chơi chung anh em ha. Đây là lần cũng lâu rồi, lần đầu tiên chắc là mình mới chơi lại với mọi người đấy. Chứ bình thường thì mình cũng toàn quay video tầm 9 người rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ha, để xem là chơi như thế nào. Theo mình được biết thì chúng ta sẽ kiểu như là cố gắng là tìm cái bồn cầu nhanh nhất có thể, tại vì số lượng bồn cầu có hạn thôi. Đây đây, mình tìm được cái bồn cầu cho riêng đời mình rồi. Đó, và anh em thì tự tìm đi ha. Có mấy ông không tìm được kìa. Để xem là nó sẽ xảy ra điều gì ha. À, nó bị vỡ những cái khối này và rơi xuống mọi người ạ. Vậy là mình qua màn rồi đúng không? Ủa? Ê, mình thua này. À, mình phải nhảy ra bồn cầu mọi người ạ. Nếu như vẫn ngồi trong đấy thì sẽ vẫn bị thua. Giờ thì tụi mình sẽ đứng ở trên góc nhìn thượng đế để nhìn xuống dưới mọi người đang chơi. Ở đây hình như có bạn chủ map luôn thì phải. Vậy nên là mà bạn chủ map thì chắc chắn là bạn có lợi thế rồi. Làm sao mà có thể thua được bạn Conan Mini này 2K3 này. Đấy, bạn này chủ map mọi người ạ, tạo ra con map này. Nên là chắc chắn là gọi là biết cách chơi rằng hơn mọi người rồi. Ở đây còn bao nhiêu? Còn 2 người nè. Ok, để xem là ai thắng nào. Còn chủ map với lại một bạn KOL mọi người ạ. KOL POM. Ủa, rồi xong, KOL thua rồi. Vậy là Conan Mini thắng mọi người ạ. Mình thì mình lúc nãy mình cũng không biết mình thua vì sao luôn đấy. Mình sẽ chơi lại ha. Lần này chắc chắn là mình đã biết về cái cách chơi rồi, nên là chắc chắn sẽ không có thua sớm đâu. Coi nào, buồn cầu đâu. Ủi đồng các bạn, lần này 10 người chơi. Ở đây, ấy, cái này không có buồn cầu. Ui, buồn cầu. Ở đây, đây, có. Ý, bạn này không lên được. À, còn một cái buồn cầu trong kia. Ông này, ông này ông không vào buồn cầu kia à? Ngay bên cạnh có một cái này. Ok, phải nhảy ra ngay mọi người ạ. Chúng ta sẽ đợi đợt thứ hai. Để coi nào. Đợt thứ hai mình có tìm được buồn cầu hay không. Còn lại là 5 người. Đi hết một nửa rồi. Ấy. Ok, mình đã tìm được cái buồn cầu cho cuộc đời. Chủ map phải ăn bong bóng nhá. Mất một cơ hội nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt thứ ba. Lượt thứ ba không biết còn lại 4 người mọi người ạ. Còn 4 người. Mình yên tâm, mình còn một cái bong bóng mà, nên là mình không sao. Ấy, cái này có bồn cầu mà sao nó bị đóng này? Sao vào được ta? Ui là trời. Ủa, thôi phải ăn bong bóng mọi người ạ. Ok, ta phải ăn bong bóng thôi. Rồi, vẫn còn 2, 4, 5 người hả? Ủa, mình tưởng là còn 4 người. Bây giờ mà không tìm được cái bồn cầu là coi như là mình thua mọi người. Đây nè, ấy không có. Ấy, không có luôn. Ui là trời. Thôi xong rồi. Đi rồi mọi người ạ. À, đi xong rồi. Ui giời ơi. Ủa, sao ông chủ map không chết ta? Ông tạo ra map này, ông làm cách nào mà không bị sao ta? Ảo Makada dữ hả? Ủa, alo. Hiện tại thì còn 3 bạn mọi người ạ. Rồi, hai ông kia tranh nhau một cái bồn cầu. Ui là trời. Rồi bạn này đi rồi. Bạn này không tìm được cái bồn cầu cho đời của mình rồi. Rồi xong, còn hai ông, vẫn là ông chủ map này. Mình hy vọng là ông chủ map thua mọi người ạ. À, mình không muốn là cái ông tạo ra, sáng tạo cái con map này mà cứ thắng mãi vậy được. Bây giờ là đây là ván thứ ba của mình rồi đấy, và chủ map thắng 2 lần rồi. Đây. Ủa, cái bạn KOL này bạn không đi tìm cái bồn cầu ta mà lại ăn cái này. Có vẻ như lần này không ai rồi. Ok, còn 2 người mà. Lần này thì vẫn qua, nhưng mà bây giờ là hết bong bóng rồi đấy. Chủ map cũng hết bong bóng, bạn KOL này cũng hết bong bóng rồi. Rồi xong. Ủa, ấy à, rồi các bạn tạo ra map phải thua mọi người ạ. Thế là coi như là mình thấy là cũng mãn nguyện rồi đấy. À, người chơi đã dưới nắng. Ok, bạn này là bạn vào chung kết như 2 lần rồi thì phải. Công nhận đó là khó hơn mình tưởng mọi người ạ. Mình cứ tưởng là mình sẽ vô địch cơ, nhưng mà thôi không sao. Thắng được 3-4 vàng là mình thấy cũng vui rồi. Thì ở đây có cái ID map ha, bạn nào thích thì có thể tải con map này về chơi trải nghiệm giống như mình thấy con map này khá là ok ấy chứ. Và chắc là mình sẽ xin dừng clip ở đây ha.